một số dây chuyền sản xuất điện thoại. Theo một báo cáo mới đây từ SCMP, Foxconn, nhà máy chuyên sản xuất lắp ghép các thiết bị điện tử có trụ sở tại Đài Loan đã ngừng một số dây chuyền sản xuất điện thoại Huawei do hãng này cắt giảm bớt số lượng đơn đặt hàng đối với dòng điện thoại mới. Foxconn hiện là một trong những chuỗi nhà máy chính tại Đài Loan đảm nhiệm công việc lắp ráp các thiết bị cầm tay cho nhiều thương hiệu điện thoại khác như Apple, Xiaomi. Trước đó, Huawei đã duy trì vị trí số 2 toàn cầu về doanh số điện thoại thông minh trong quý đầu tiên của năm cùng đà tăng trưởng thần kỳ, đạt 50,3% so với cùng kỳ năm ngoái, với 59,1 triệu thiết bị và chiếm 19% thị phần. Sự tăng trưởng của Huawei thậm chí đe dọa luôn vị trí dẫn đầu của Samsung dù hãng này độc chiếm trong nhiều năm, với mức chênh lệch không quá lớn. Trên thực tế, Huawei đã đặt mục tiêu bắt kịp Samsung vào cuối năm 2019, song lệnh cấm từ Mỹ đã khiến tham vọng này gặp phải một thử thách lớn. Thực tế cho thấy số lượng các đơn đặt hàng gia công thiết bị từ Huawei đã phải giảm đi so với dự kiến do đón nhận ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ, Trung. Khi vấn đề mới xuất hiện, vẫn còn quá sớm để nói liệu chúng tôi có thể đạt được mục tiêu hay không, ông Giao Minh, giám đốc một trong những chi nhánh của Huawei khẳng định niềm tin của mình trong bối cảnh khó khăn, trở ngại chỉ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn, bất kể trong tâm lý hay hành động. Gần đây, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định nới lỏng thời hạn cấm đối với Huawei thêm 90 ngày qua đó cho phép Huawei mua các mặt hàng của Mỹ nhằm duy trì các hệ thống viễn thông hiện nay, cũng như cung cấp phần mềm cập nhật cho các thiết bị cầm tay của hãng. Giới quan sát cho rằng động thái của Mỹ chứng tỏ việc chặn đứng chuỗi cung ứng của Huawei có thể đã đi quá xa, mang lại nhiều hậu quả tức thời và khó lường. Nguyễn Nguyễn Theo Fox,